Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Hiện tại thì tôi đang bán cái combo đồng hồ và tai nghe nhạc chỉ với hơn 300k, cụ thể là 344k. Anh em sẽ sở hữu hai cái món này anh em nhé, bao gồm một đồng hồ thông minh và một tai nghe Bluetooth không dây. Về các cái tính năng cũng như khả năng của nó thì tôi sẽ để một cái đường link ở phía dưới phần comment, là một cái video review chi tiết của một cái kênh chuyên review đồ công nghệ để cho các anh em tham khảo anh em nhé. Và khi mua cái sản phẩm này thì anh em sẽ được tặng một cái bộ sạc nhanh 20W dành cho iPhone, bao gồm là củ sạc và dây sạc. 3 món đồ chỉ với 344k, tính ra là mỗi món có hơn 100k. Quá rẻ cho một cái món đồ công nghệ, giá chỉ bằng 2 bát phở. Và giá của cái bộ combo trên nó còn rẻ hơn nữa, bởi vì cái điều tuyệt vời nhất là nhà bán hàng đang có một cái chương trình ưu đãi cực kỳ lớn dành cho các anh em viewer trên kênh của tôi. Đấy là khi mà anh em mua hàng từ nay đến ngày 28 tháng 11, khi anh em mua hàng qua giỏ hàng ở trên kênh Game Today thì anh em sẽ được một cái voucher giảm giá. Và anh em chỉ phải mua cái combo này với giá là 317k anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì hãy nhanh tay ấn vào giỏ hàng để được nhận ưu đãi. Chúc các anh em sẽ mua được những cái món đồ ưng ý. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe quảng cáo. Chúc các anh em tìm được cái sản phẩm như ý anh em nhé. Sắp tới cuối năm có rất nhiều những cái dịp nghỉ lễ, rồi Noel, rồi Tết Dương, Tết Âm. Trên kênh có rất nhiều anh em có nhu cầu mua giày để diện cuối năm. Và cũng có các anh em đã nói là tôi bán giày đi rồi. Thì thực ra là không phải là tôi không bán giày, đấy mà là tôi chưa bán thôi. Ở trên kênh thì tôi bán tất cả các ngành hàng mà. Anh em có thể mua từ cái xe đạp cho đến cái chậu cây, cái tăm xỉa răng, thậm chí là ba con sói là có bán hết anh em nhé. Đấy, còn tôi chưa bán là bởi vì là có hai lý do. Một là cái đợt này đang kết hợp với một cái nhà bán hàng bán về cái đồ điện tử. Cái thứ hai mà tôi chưa bán cái đồ mà anh em đang cần ấy là bởi vì là chưa có cái cửa hàng nào nó bán cái đồ đấy, nó hợp tác với tôi. Đấy, đấy là cái thứ hai, là chưa có nhãn hàng hợp tác. Tuy nhiên là với giày thì anh em yên tâm là cũng đã có một vài cửa hàng đã liên hệ rồi. Thế nên là anh em cứ đợi một hai tuần nữa anh em nhé. Đợi đặt giày về tôi test trước cho các anh em đã nhé. Đấy, khi nào mà sản phẩm chất lượng ok thì tôi sẽ bán. Căn bản là bán toàn hàng rẻ anh em ạ, nên là phải hết sức cẩn trọng. Phải test trước ok mới dám bán. Chứ vừa vẩn mà bán xong rồi bán hàng đều cho anh em ấy mà anh em coi như là bóc phốt ý, thì toang luôn sự nghiệp luôn. Sợ lắm, không dám bán bừa đâu. Đấy, cái gì cũng phải test trước. Hôm trước có cái nhãn hàng là mời tôi bán một cái sản phẩm mà rất là hot ở thời điểm bây giờ. Đấy chính là cái táo đỏ kết hợp với cả hạt điều và sữa lạc đà ấy. Có luôn. Xong rồi là tôi cũng phải thử luôn. Tôi mua về tôi thấy nhìn trông đểu quá, không biết là có an toàn vệ sinh thực phẩm không. Thế là thôi tôi không dám bán anh em ạ, tôi từ chối luôn. Về là mua về thì thực ra thì ăn nó cũng rất là ngon, nhưng mà về căn bản là mình nhìn thấy cái bao bì của nó ấy, trông nó cứ kiểu nó không được an tâm ấy. Không có ngày tháng sản xuất, không có kiểu các cái thành phần ở trong cái quả đấy, cái định lượng về gì nhỉ, về dinh dưỡng ấy, kiểu thế. Nên là nhìn vào thấy trông nó cũng hơi sợ sợ, nên là không dám bán. Mặc dù là mình ăn thì mình cảm thấy là nó rất là ngon đấy, mà như là nhà bán hàng họ bảo là đấy là cái món đồ heo thì mình cũng tin là như thế thôi, nhưng mà cũng vẫn phải mua về test thử. Nếu mà mua về test thử xong ấy thì đặt vào cái trường hợp là một cái người mua ấy, khi mà mua cái sản phẩm đấy thì khả năng là trả lại hàng là rất là cao. Bởi vì làm sao? Bởi vì là tôi là một cái người mà chuyên ăn cái đồ ăn heo thì, nên là tôi biết là cái người mà người ta ăn heo thì là người ta cần cái gì. Khi mà người ta mua hàng heo thì, người ta mua cái đồ ăn heo thì người ta quan tâm đến cái gì. Mà một cái người mà chuyên ăn cái đồ ăn heo thì anh em biết là cái quan tâm của người ta là cái gì không? Là cái định lượng dinh dưỡng trong mỗi cái phần ăn. Một cái bánh đấy là nó gồm có bao nhiêu calo, nó gồm có những cái chất gì, bao nhiêu gam đường, bao nhiêu gam tinh bột, bao nhiêu gam protein, có chất béo không. Đấy, mà có chất béo ấy, thì là chất béo bão hòa đa hay là chất béo bão hòa đơn. Người ta biết cái đấy để người ta tính cái khẩu phần ăn hàng ngày anh em ạ. Họ tính cái lượng calo lạp vào thì họ sẽ tính được cái lượng thức ăn lạp vào cơ thể. Thường ấy thì nếu mà với một cái người mà hoạt động nhiều, mà tập thể dục thể hình, thì họ sẽ có một cái mức nó khoảng trung bình khoảng 40% là protein, hai cái còn lại 30% là chất béo, và 30% nó là cái lượng carb ấy. Tổng nó sẽ là 100% năng lượng của cơ thể đấy, trong ngày. Thế mà những cái thông tin đấy mà không biết ấy, thì là người ta sẽ trả hàng thôi. Đấy là cái điều chắc chắn. Đứng vào trong cái trường hợp là tôi là cái người mua, tôi sẽ trả hàng.
ăn có ngon mấy chăng nữa nhưng mà thông tin không rõ ràng thì cũng không dám ăn. Nói thật, không dám ăn luôn. Chính vì thế tôi cũng từ chối bán hàng cho cái nhãn hàng bán táo đỏ luôn. Bán mấy cái đồ thực phẩm hay là hóa chất ấy là phải hết sức cẩn thận anh em ạ. Nói chung là đấy, cái đợt trước là tôi bán cái sữa Pediasure ấy, mặc dù là sữa thương hiệu lớn nhá, nhưng mà vẫn phải mua về test trước mới bán cho anh em. Có 16 hộp thôi đấy, nhưng mà vẫn mua về test cho nó an tâm. Mua về test là coi như là dùng luôn mà. Đấy thì chỉ sợ là gì? Mặc dù là đồ thương hiệu nhưng mà là thương hiệu hàng nhái. Sợ là cái đấy. Đấy là mình cũng mua về xong rồi test uống thử với cái sữa mà đang dùng ở nhà rồi. Đấy, có sẵn cái hộp Pediasure cũ rồi. Ăn cả hai cái loại đấy luôn, xem là cái vị của nó như thế nào. Nó giống hệt thì là đúng rồi, hàng chuẩn rồi thì mới dám bán. Cái rau này tham quyển sách không biết có toang quái không đây. Hai con bắp máu tôi nghĩ là được. Hơi liều ấy. Lẽ ra lên up 6 anh em ạ, cho thêm con óc vào. Này hơi tham. Ui thật chết rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Lẽ ra là không nên lấy cái blink anh em ạ. Chết rồi, toang quái rồi. Ui giời, linh cảm nó chính xác. Dã man thật sự. Chén thánh à. Được cái là bây giờ toang quái thì nó không mất đồ anh em ạ. Toang quái ra 11 thì cũng nói chung là cũng chấp nhận được. Có thể nó sẽ không ra được cái món đồ như ý thôi. Nhưng mà chúng ta có thể rèn cái món đồ ấy đi. Ơ mà trận này chơi gì nhỉ? Trận này không có rồng đâu nhá. Trận này không có rồng đâu, không chơi mết được đâu. Chỉ mết fake à? Hiện tại đang muốn eco nhưng mà chưa ra con eco anh em ạ. Mới ra được một con. Chứ còn bây giờ mà ra eco tôi bỏ bài là tôi eco rồi đấy. Ok. Mất ít máu đã được rồi. Heaven Bomber lên được 2 sao. Heaven Bomber lên được 2 sao thì cũng thế thôi. Bán lấy con ngựa đi. Chưa áp cấp vội anh em ạ. Tiết kiệm tiền thôi. Bây giờ áp cấp là cũng chả ăn được ai đâu. Bây giờ giữ máu đó. Mục tiêu là giữ máu. Ơ cái Blink đâu nhỉ? Ơ à, úi dồi, Blink ở ngoài. Dã man. Blink để ở ngoài thì bao giờ. May quá phát hiện sớm. Mất cái răng 11 thôi. Gặp thằng này lại thua rồi. Giữ máu đấy. Ơ ok. Được không? Thêm con nữa. Không được. Ơ thằng này bị out mà vẫn thua à? Dã man. Ui con này lên được 2 sao. Xong rồi ra bộ Glitter luôn này. Chơi không? Sợ cái Lancer à? Rao này cứ tiết kiệm 50 tiền đấy. Glitter thôi chắc là không chơi đâu anh em ạ. Glitter bây giờ nói chung là tôi không tin lắm, không tin tưởng lắm. Sẽ có anh em bảo là Glitter bây giờ vẫn mạnh nhưng mà cái mạnh đấy chắc là nhường cho các anh em chơi thôi. Tôi thấy nó không mạnh nên là tôi không chơi anh em nhé. Anh em nào thấy mạnh thì anh em chơi. Còn tôi thì thấy nó không mạnh nên là tôi tạm thời là tôi không chơi Glitter anh em ạ. Ok. God à? Gót đá. Gót 6 đá à? Gót 6 đá người nước. Bộ đấy bây giờ là cũng tương đối là ok đấy. Có thể nói là cái bộ mà cân bằng với cái bộ beat ở thời điểm hiện tại. Cân beat được. Nhưng mà chưa ra con người nước. Chưa ra con người nước nào luôn. Mà dù là tôi pick cái con người nước từ đầu ấy. Ngay từ đầu tôi pick rồi.
À, chưa thấy ra người nước. Chơi God. Chơi God đá counter được cả Warrior ở thời điểm hiện tại nó cũng được này. Ui giời ơi, có Zipper, suýt lửa thì xòe được thêm phát lửa rồi. Quả đấy mà xòe là có khi là ăn được round này đấy. Không, chắc cũng không ăn được. Còn lại là hai con này cũng khá là khỏe. Ấy à, thằng này chắc là beat rồi. Thằng này lấy sẵn cái đồ cho con sói này. Sau này có liều mình kiếm thêm quyển sách không nhỉ? Đừng có nói là toang tiếp round này nhá. Toang ra quái này nữa thì thôi xong luôn. Round 15 này thì về lý thuyết thì thực ra là cũng chúng ta toang cũng không mất đồ. Nhưng mà chỉ là không được chọn đồ thôi anh em ạ. Cái đồ nó không được chọn ấy. Mà đồ không được chọn ở cái tầm này thì xác định toang. Đồ xanh dương này là cứ phải được random một phát anh em ạ. Rồi ok. Kiếm cái đồ ngon cho tướng nhá. Đồ xanh dương này nhiều món ngon. Kết hợp với mết thì có cái huyết trượng rất là ngon luôn đấy. Da rồng. Búa sét. Như này đi. Tạm thời búa sét có mỗi con này dùng được. Ok. Đừng để nó đứng cạnh cái con Zipper, không là nó luốt cái con Zipper đấy anh em ạ. Chúng ta đang có ở Kira ở đây. Mà tôi thì tôi không muốn cái bộ Kira nó kích hoạt. Ok. Up cấp lên cấp 8. Cho thêm Skybreaker vào để kiếm công nghệ Mech Rune anh em ạ. Rune thử phát xem. Thiếu một con Wizard. Từ từ đã. Hai con mèo này. Ok. Từ từ đã anh em ạ. Từ từ đã, từ từ đã, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Không khô máu đâu. Ui, gặp thằng có chuỗi này. Mà nó mạnh quá, không ăn được. Tầm này không ăn được thằng này đâu. Khó lắm. Gladiator. Lancer 2 sao, chịu. Già. Cho con già vào. Chưa có slot. Bây giờ mà cho hai con Thunder vào thôi. Cho hai con Thunder vào thôi. Như này đi. Già phải lên 9 mới cho vào được. Mà tôi bây giờ tôi đang thấy là nó đang ra cái bộ Goblin ấy. Thiếu một con nữa. Trận này tôi cũng đã ra mèo rồi nhá, mà đủ Goblin rồi. Thiếu mỗi con bom thôi. Mà trước khi ra con bom có thể ra con Calong mà tôi cũng đủ bộ. Nên là cái có thể là chúng ta sẽ đánh Goblin cũng được. Lâu rồi chưa chơi Goblin. Ủa, có thằng cắt chuỗi đâu của cái thằng ISO kìa. Ghê phết nhỉ. Hảo rồi. Tôi thực ra tôi có cái cơ hội là gặp nó trước ấy, nhưng mà đội hình nó đang yếu quá, nó không ăn được. Chứ rồi mà mình bây giờ kiểu nó gọi là đáy xã hội luôn ấy. Ngoài cái thằng mà nó bị out ra thì tôi là cái thằng máu thấp nhất và đội hình nó cũng đang yếu cơ.
sợ thật. Mà cái round 21, cái round, à không, round 20, round 20 có khi là phải xả tiền kiếm bom luôn ấy anh em ạ. Ui, gặp thằng này cũng thua luôn. Chả thắng có thằng nào. Thua hết. Thằng này chính là cái thằng cắt chuối của thằng Greater ấy. Thôi bỏ cái này đi. Không chơi đá nữa. Bây giờ mới ra Water Spirit đầu tiên anh em ạ. Đây rồi. Một con nữa. Ok. Đủ bộ à? Rao sau lên 9 luôn. Đủ bộ Goblin là tôi nghĩ là cũng sẽ giữ được máu thôi. Mà còn có 34 máu anh em ạ. Máu thấp quá nhỉ. Trận này kiểu cứ đen đen ấy. Ok. Thôi up cấp lên. Chơi Goblin phải lên 9 mới roll ra được bom cơ. Không roll ở level 8 đâu. Rồi, rèn hết cái đống này đi. Úi giời ơi, thầy lấy cái vương miệng vậy. Chả lấy được cái món gì ngon cả. Tạm thời dồn đồ cho con Velomaster anh em nhé. Cho Velomaster nó gánh tí đã. Chúng ta kẹp được vào Kira ở đây là tôi nghĩ là con Velomaster này nó cũng sẽ gánh được thôi. Vớ vẩn thua thằng này ấy. Nhìn trông ác thế nhở. Biết à. Hỏng rồi. Thua rồi. Vẫn thua luôn. Đánh kiểu gì được cái con Lancer đây. Chết rồi. Tôi đang trên cái con đường là về top 7 đây này. Thôi xả tiền anh em ạ. Xả tiền đi. Tầm này bây giờ là phải xả tiền rồi. Mèo à. À ui, quá tuyệt vời. Như nào đây? Ủa chưa rồi, không kịp. Rao sau đủ 6 Goblin, 6 Mech. Ui, có sống nổi không? Chắc là sống nổi nha. Đủ 6 Goblin, 6 Mech rồi. Ra bom rồi. Quả ra bom là hơi giật mình anh em ạ. Hơi giật mình đấy. Thôi chết tôi rồi, round này lại thua đẩy một đống này. Thôi đừng. Đúng rồi. Không thua. Có vương miệng. May quá có cái vương miệng anh em ạ. Thế là mấy cái thằng phe giờ này tôi vẫn gây đam được. Không có vương miệng thì chắc là đánh toàn trượt là thua. 6 Goblin, 6 Mech. Đánh ở level 9 đủ rồi đúng không? Cho con mèo vào. Bây giờ việc của tôi là phải chiến thắng thôi.
thắng một round thôi mà gọi ra được cái con bom 2 sao thì thôi. Ăn được thằng Exit được không? Ui dồi ôi, bom nó nổ kìa. Quá tuyệt vời. Nổ phát được gần 5k đam luôn. Hay quá. Rồi, có cái tinh hoa luôn này. Hay quá nhờ. Xem nào. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. À, thôi xong rồi. Đây. Thế thì bỏ con ốc ra. Dồn đồ cho mèo chứ. Không chơi cái bộ không chơi cái bộ Kira đâu anh em ạ. Kira là mất quân. Bộ này hay ở cái chỗ là nó nhiều giáp ấy. Con nào cũng được bắp giáp, con nào cũng trâu. Câu kéo nhiều thời gian để bom với cả những cái con kiểu con mèo này, nó gây đam này. Chơi nó khỏe hơn. Chứ còn Kira lướt hết rồi, còn mỗi con Velom nó có cái giáp thì yếu lắm, không mạnh đâu anh em ạ. Đã chơi mà Kira là kết hợp với 6 Glacier chơi đôi công luôn. Chứ còn cái bộ Goblin này tốt nhất là lên chơi theo kiểu Vuli đòn. Con nào cũng có một tí giáp, đánh nó trâu. Đấy, khỏe ngay. Quá tuyệt vời. Hai cái tinh hoa. Xong rồi, lật kèo đấy. Lật kèo thật sự đấy anh em ạ. Round 25 lại thêm cái tinh hoa nữa. Trời ơi. Thế là round 26 tôi có một con mèo 2 sao. Chả nhẽ lại roll 2 lần không ra con mèo 2 sao đúng không? Chỉ cần một con thôi mà. Ui nhưng mà có thằng chơi mết nhá. Thằng chơi mết to đấy. Là chơi mết. Là chơi là có già 2 Thunder 2. Chắc bây giờ sợ mỗi thằng chơi mết thôi nhỉ. Chơi Goblin này mà còn 32 máu thì bọn mết nó thổi một phát là bay màu. Chết rồi. Không có cầu vực thẩm ra này. Lên 10 luôn nha anh em nhé. Lên 10 luôn đi. Cầu trời khấn Phật cho không gặp cái thằng mết. Nếu mà gặp thằng mết muộn ấy, chúng ta chuyển về Insector nha anh em nhé. Cao tờ. Cứ lên 10 đã. Xong rồi roll mấy cái con 5 đô lên 2 sao. Đánh theo cái kiểu là cặp 5 đô ấy. Xong một tí nữa là chuyển về Insect là được. Không cần cầu vực thẳm nữa. Insect là ăn được mà. Rồi, Warrior. Chắc là vẫn ăn được thôi nhỉ. Khỏe mà. Ok. Rồi. Hình như round sau gặp thằng mết rồi vậy. Luôn phát rồi nè. Hay là tiết kiệm một round nữa. Từ từ đã. Round này gặp mết thì phải chắc là phải mèo 2. Mèo 2 thì mới thoát được. Thôi được rồi. Không ra mèo 2 lại ra một cái con linh hồn ánh sáng à. Linh hồn ánh sáng này thì lại phải bán đi. Cho linh hồn ánh sáng vào. Cho một con mèo ra. Nhưng mà linh hồn ánh sáng bây giờ chưa mạnh. Bây giờ linh hồn ánh sáng nó chưa kết hợp được với cái gì cả anh em ạ. Để hai con mèo vẫn ngon hơn. Gặp mết à. Vãi. Đúng như tôi dự đoán thôi. Thổi phát là lọt gần hết. 16 máu. Gặp một lần nữa đi. Quả hơi liều nhỉ.
Đây rồi. Lại thêm con bom nữa này. Bán con này đi. Ok. Chết rồi, lại có một thằng ra đi rồi. Thế là cơ hội là gặp lại cái thằng bết là có luôn nhá. Đao sau lại gặp lại cái thằng bết thì chết. Phải kiếm cái áo mưa vậy. Đấy rồi. Đấy, cái áo mưa thôi. 47% kháng phép mà sợ à? Mười sáu máu. Sao tôi có cái linh cảm mà tôi gặp thằng bết ở round tiếp theo nhỉ? Sợ ấy nhỉ? Ui mày quá, không gặp anh em ạ. Hết hồn. 9 Feather. 9 Feather hàng Rio. Đánh ở level 10 rồi. Nhưng mà tôi không sợ Feather đâu. Tôi có cái vương miệng ấy, nó gây được đam cho cái bọn này. Không sợ. Vừa có vương miệng lại vừa có Icecady, ánh mắt AZ. Không sợ. Trận này tôi đang tính là chuyển về Insectoid nó hơi khó đấy anh em ạ. Do là bây giờ chúng ta đang cạn tiền rồi. Sẽ khó có thể là lên được một cái con bom 2 sao. Xong rồi thêm 2 con bom nữa để hiến tế. Hoặc là ra thêm 2 con mèo nữa. 2 con mèo nữa để hiến tế. Nó hơi khó. Thay vì đấy chúng ta sẽ chuyển sang một cái bộ mà nó dễ chơi hơn. Và có thể chuyển được luôn. Đấy là cái bộ trộm chó. Thêm một con nữa thôi là trộm chó là ok rồi đấy. Một con trộm chó thôi là được. Ok. Ui thằng ISO bị đẩy kìa. Căng luôn. Lại một cái giáp kháng phép nữa. Nhưng mà hình như là cái giáp này nó không stack hay sao ấy. Nếu mà cầm hai cái thì chúng ta cũng không được hưởng cái hiệu ứng kháng phép của nó. Chia ra thôi. Test thử xem nhá. Thử cho hai cái vào cầm xem là có tăng được tí nào này. Đấy vẫn 47%. Không tăng. Cầm hai cái áo nhưng mà nó không stack anh em ạ. Thôi bỏ ra. Chỉ có 47% là hết cỡ rồi. Hai cái món đồ không stack với nhau. Mấy cái đồ giống nhau thì thường là nó sẽ không stack đâu anh em ạ. Đây là cơ hội cho Insect này. Lấy cái gì đấy? Lấy quyển sách. Quyển sách này nó sẽ giúp là cho cái con mèo ấy, nó có cái khả năng là gọi thêm được một con nữa. Con mèo này là con triệu hồi mà. Sách cũng ngon đấy. Những cái đồ còn lại thì tạm thời đưa cho con bom nha anh em nhé. Tôi lại rèn thêm một cái áo mưa nữa. Thêm một cái áo mưa nữa đi. Bây giờ chắc chỉ rèn áo mưa thôi anh em ạ. Ui không có. Bom 2 này. Thôi up luôn đi. Cho thêm một line speed vào vậy. Tôi đang phân vân giữa việc để hai con bom 1 với một con bom 2 thì con nào khỏe hơn ấy. Nhưng mà thôi cho line speed vào cũng được. 9 Feather.
9 phe giờ quả bom nó lổ phát đấy. Dọn hết luôn. Ủa cái thằng mết nó có chuỗi cộng 6 thôi kìa. Càng không? Càng đấy. Ui đây rồi. Hay quá nhờ. Này nhưng mà chưa có Insectoid để mà cho vào. Rao tiếp theo không biết có gặp không. Có linh cảm là rao tiếp theo gặp anh em ạ. 16 máu. Cầu trời khấn Phật cho là có cái lượng kháng phép có thể trụ được. Hai cái áo kháng phép khá đáng sợ ấy. Sau này tôi có linh cảm là sẽ gặp bọn đấy. Cố gắng kiếm thêm một con bom 2 nữa anh em ạ. Chưa gặp. Ui nhưng mà cái bóng của tôi gặp nó kìa. Bên kia cái bóng gặp. Chín warrior đi rồi. Vẫn sống. Cái bóng của tôi gặp nó ở bên kia. À đây rồi. Heo này. Thôi giải tán thôi anh em ạ. Đủ rồi. May quá. Thôi lại không insect nữa. Thế này là chúng ta có trộm chó đủ bộ à? Hai con Light Spirit. Quá tuyệt vời. Ơ kìa. Từ từ nhá. Ủa sao không bắt được con nào vậy? Lý do? Ơ có cái gì sai nhỉ? May quá. Vẫn sống. Ơ đủ bộ rồi mà. Sao không bắt được con nào? Lý do. Không rõ tại sao mà cái round trước lại không bắt được nhỉ? Điều thật. Mèo ơi. Kiếm hai con mèo. Ok. Đổi đồ cam luôn. Rồi, lại gặp 9 warrior. Ăn được không? Ua con laser trâu nha. Không ăn được luôn này. Không có đam phải kết liễu luôn á. Lancer 9 warrior. Ra ngoài thua. Hòa chắc cũng không hòa được. Nhưng mà thằng này còn 4 máu thì thế nào cũng gặp thằng mết kia cũng đi thôi anh em ạ. Bây giờ cái bộ 9 warrior này nó sợ mết lắm. Cái con Lancer này nó phải 3 sao nó mới đỡ được cơ. 2 sao thì mết là vẫn ăn được thôi. Mết chuối cộng 9 rồi.
Tôi check đồ thì không thể là có đồng xu, nhưng mà không hiểu sao cái đao vừa rồi tôi lại không bắt được nó. Mặc dù là ở trên bàn cờ là tôi có tới 2 con 5 đô ở trong cái bộ này. Lạ thật. Có lẽ là hết trận đấu là phải xem lại cái video clip để xem thế nào. Không hiểu sao tại sao lại cái đoạn đấy chúng ta lại vẫn thua được mà không cướp được bài của bọn nó nhỉ. Sao sau khả năng gặp lại thằng mết đấy. Càng phết đây anh em ạ. Chả biết thế nào đâu. Bắt 3 con à. Từ từ đã. Cái con Light Split này để 2 con đi. 2 con thôi. Không ngon lắm nhỉ. Random phát à. Cái này chắc cho heo. Gọi đệ 2 lần. Ok, cũng được. Cầm sách gọi đệ 2 lần cũng ngon đấy. Được không? Bắt được ngay. Bắt được ngay còn gì nữa. Xin cái chuôi cái đã. Ok. Đẩy 30 máu cái anh em kìa. Let game rồi. Trộm chó vô địch. Thêm con mèo nữa. Cướp 2 con nữa được rồi. Đã cần phải cướp 3 con. Lấy hết áo mưa. Mỗi con cầm cái. Ok. Rồi xong rồi còn gì nữa. Xong rồi còn gì nữa. Ui dồi anh em ơi. Trông có vẻ hơi nhiều ấy. Ui dồi ôi. 48 máu anh em ạ. Dã man. Trời ơi. Cái ra cuối cùng đối thủ còn 38 máu. Đang chuỗi vàng khè luôn. Nếu mà không để ý là cũng đang rất là tự tin luôn đấy nhá. Thế nhưng mà không, đột tử luôn mà. Giật một phát 48 máu bay màu luôn. Ủa? Ủa. What the hell? Đấy chính là những gì mà đối thủ nghĩ ở trong đầu. Nó bất ngờ đến cái mức độ như thế. Một phát bay màu luôn ạ. Quả vừa rồi là nếu mà còn một lửa máu thì còn sống. Một round mà bay tới gần 50% máu anh em ạ. Quá dã man. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và có thời gian anh em có thể chọn cái bên trái. Siêu phẩm trong tuần này anh em nhé. Cực kỳ căng thẳng và kịch tính luôn. Tưởng chừng như là mọi chuyện đã kết thúc. Cho đến khi tôi nhận ra được cái điểm yếu của đối thủ. Lật kèo mãn nhãn. Anh em tin tôi hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Taboo Witcher mặc long bào nó mạnh đến cái cỡ nào anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye. Calm down.